Xin chào toàn thể các bác nhá. Tiếp tục ngày liên một phiên nữa, chìm bóng bộ đẹp cho các bác xem. Thì trước mắt anh em đây là số báo danh 35 đấy các bác ạ. Của em màu lân, cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, anh em nào thích sưu tầm màu lân đây này, gốc màu cực kỳ dày, tường tá giữ chim. Đây, hàng siêu đẹp luôn nhá. Con này mà lần nữa thì lần tê luôn các bạn. Bộ yếm cực kỳ đẹp này, yếm đậm trần này nhá các bạn nhá. Đấy, thái độ cực kỳ tốt. Gấu cái nết, với cái nết chơi như thế này ấy, con chim này bản đuôi với cái nết như thế này ấy, thì con chim này tương lai là chơi xòe nhá các bạn nhá. Chơi xòe mặt mũi này. Gấu lắm. Chim đã ra giọng rồi cơ. Cái này nhiều con các bác ạ, về nhà ấy, ở về nhà em ấy thì nhiều con nó chim nó bị đẻ ấy, cảm giác nó không lên được, nhưng mà ở nhà các bác ấy, ít chim ấy, thì nuôi con chim ấy nó dễ lên, với cả nó nhanh lên ấy. Khi mà con chim nó được tách ra ấy, con chim cảm giác nó làm bá chủ một cái một góc khoảng không gian nhà anh em, thì là kiểu gì con chim nó cũng sẽ lên nhá các bác nhá. Cái bộ ngực của con chim này cũng ổn, chim có bộ ngực ổn nhá, ngực cực kỳ nở nhá. Cái băng này thân đầu cực kỳ đẹp nhá, rất là nhanh nhẹn này. Cái thái độ tìm chim này, chim này vẫn chưa xong hết lông đâu nhá các bác này. Khi nào này, các bác để ý cái tách đỏ trên má của con chim ấy, mà nó lên full hết đi, mà nó có cái màu đậm hơn ấy các bác, thì lúc đấy là con chim bắt đầu là xong lông nhá. Cảm giác con chim này, con này mà không kết nữa thì con nào kết các bác. Đây, tổng quan của số báo danh 35 nhá các bác nhá. Chân này, đuôi này, ngực này. Con chim này siết nắng, ôm lông là ok. Xin chào bác. Tiếp theo thì đến số báo danh 36 nhá. Con chim thứ hai đấy các bác. Con chim này thì sở hữu một cái đầu khá là đẹp, bộ gáy này. Cảm giác gáy, gáy ngựa các bác nhá. Màu đinh. Như con chim mỏ rất là đẹp luôn này. Chim cảm giác nhìn con chim này thì nó có cảm giác nó có cái thần của nó ấy các bác này. Họng cũng đẹp này, họng cái bộ đầu của con chim này thì giống cái các bác nhớ cái bộ đầu của con chim số báo danh 31 hôm qua không, cái nó gần tương tự như thế đấy các bác này. Dáng đứng cũng thế này. Chân này, đầu đẹp, con chim này thì nhận định là đầu đẹp các bác ạ. Rác dáng con chim này các bác này, đầu ưng mỗi cái đầu này, quả yếm nữa này, cái dải yếm của con chim rất là đẹp luôn này. Đầu thân nhá, cảm giác con chim nó có lực các bác ạ. Chim này có lực, chim mới về nhà thì còn yếu. Chân này, đuôi đây nhá. Đó, trên đây là tổng quan của số báo danh 36 nhá các bác nhá. Này, ra một con chim nó, nhìn con chim nó lực lắm các bạn ạ. Điện đó mới chưa có đâu. Khoảng nào bắt này, bóng bộ con chim này thì đẹp. Đó, em sẽ phép chuyển sang con chim tiếp theo nhá. Tiếp đến là số báo danh 37 nhá các bác nhá. Chim màu khá cao này, thái độ tốt. Chim lông gọn nhá, mỏng nhá. Màu đinh, đinh đổ. Đầu đẹp, thái độ tốt. Cái đuôi thì bắt ở bàn các bác ạ.
con chim nó không tránh khỏi là cái việc là khi mà họ thuần chim ấy, họ cứ xách đi mà họ không trúng máu lồng ấy, con chim nó bay nhảy nhiều ấy, dẫn đến hỏng lồng đuôi. Độ cực kỳ tốt nhé, 37. Quay quay đầu này, quay mỏ này, quay mào cho các bác. Con chim này mắt lồi này, cảm giác tương tá rất là giữ chim. Tổng quan của số báo danh 37 nhé các bác nhé. Đó. Mào này, đầu này, chân này, chim rất là đẹp. Expert chuyển sang con chim tiếp theo đây, số báo danh 38 nhé. Chim này bộ cực kỳ to luôn nha các bác nhá, bộ rất là to luôn, đầu to luôn. Đuổi xếp một cọng, chim đã sổ rộng nha các bác nhá. Đầu chân con chim này nhá, chim này lông lá song lông ổn. Qua vừa các bác về bơm điện nữa là ok. Con chim này có bộ gáy cũng đẹp nhá các bác nhá. Bộ gáy này, cái con chim này khá là dày. Thường thì anh em tấm cái tiêu chí con chim ấy, tuyển con chim ấy thì tìm những con gáy dày, cảm giác nó đẹp. Gáy dày, đầu to này. Tổng hợp của những cái chú chim là chú chim đẹp các bác ạ. Chim này thì lông chưa ôm nhá các bác nhá. Bác chú ý những con chim này thì các bác về các bác treo thoáng ra này, phơi nắng vào thì tầm độ 1 tháng thì lông con chim nó bắt đầu ôm dần thì ổn ngay. Hôm nay sẽ có cái video hướng dẫn các bác là cái chế độ phơi nắng nó hợp lý cho con chim thì con chim nó luôn luôn khỏe mạnh nha các bác nhá. Đấy, số báo danh 38. Em xin phép chuyển sang con tiếp theo nhá các bác nhá. Số báo danh 39 nhá các bác nhá. Còn lồng lá cũng khá gọn này. Chim trường chim nhá, mình rất là dài luôn, yếm cân đối này. Con chim này lông bộ mỏng, lông mỏng các bạn, dài đòn cực kỳ luôn nhá. Chân đứng cao cầu này, chim thì chưa xong lông đâu các bạn, lông tách đỏ nó vẫn còn Bác nào thích bắt những con chim lông mỏng này thì alo luôn nhá các bác nhá. Đây, con chim này này. Con này giống con số báo danh 32 hôm qua các bác ạ. Mình cực kỳ dài luôn, lông lông lá mỏng cực kỳ luôn. Đây, tổng quan của số báo danh 39 nhá các bác nhá. Chân này. Nói chung là con chim này cũng là một con chim đẹp các bác ạ. Đấy, anh em bắt bóng bộ này về chăm thêm thì ok nhá. Em sẽ phép chuyển sang con tiếp theo đây, quay kỹ này ra đây. Đấy, đấy. Thái độ này, hoặc để ý cái thái độ con chim này cực kỳ kháo cầu nhá. Con này có lửa thì cực kỳ đẹp. Mình ống thân dài đòn này, cánh này. Đó các bạn. Anh em xem những cái video của em ấy thì anh em xem từ từ thôi các bác ạ.
ví dụ như từng đoạn ấy, em sẽ quay kỹ từng đoạn con chim cho bác xem. Trước bác hay ấn tua nhanh ấy, thì cảm giác nhiều lúc không sưu tầm được những con chim đẹp đâu các bạn. Đó. Đó, cực kỳ gấu luôn, chim lông mỏng. Thôi nhá, em chuyển sang con tiếp theo đây các bác ạ. 39. Số báo danh 40 nhá các bác nhá. Con chim cũng khá là dài đòn này. À, quên mất các bác ạ. Các bác hỏi hay hỏi em là hay chăn cái cám gì ấy. Thì một là em chăn cái cám những con chim này mới về ấy. Thì để cho các bác chăm dễ thì em chăn cái cám nam phở cân thôi các bác ạ. Để thứ nhất là để con chim nó có cái đường tiêu hóa nó ổn định. Và khi mà để bán cho các bác ấy thì nhiều bác thích đổi cái cám nó tốt hơn ấy, thì các bác về chăm con chim nó nhanh lên hơn nhá. Đó. Chứ bây giờ mà chăn cái cám tốt lên con chim nó đấu tốt thì nó hợp với cái tay chăm của em ấy các bác ạ. Bây giờ mà muốn đổi về cho các bác ấy mà các bác chăm không tốt bằng bên em ấy thì nhiều khi thiết nghĩ là nhiều khi con chim nó xuống dần đi ấy. Nên là anh em mới nuôi ấy, hoặc là nuôi kiểu như cảm giác mà chưa nuôi được hẳn con chim ấy thì rất là khó chăm các bác nhá. Như trên đây thì cái con 40 này cũng khá đẹp này, dài đòn, lông mỏng này, họng bò nhá các bác nhá, chim họng cực kỳ đẹp này. Cái thái độ của nó thể hiện từ đoạn đầu video cũng khá là tốt rồi các bác. Con chim dài đòn này cảm giác thích các bác ạ. Yếm của con chim cũng đẹp nhá. Con chim này mà có cầu, truyền cầu tốt này. Đẹp. Thái độ gấu. Đó. Chân này. Chân cả bộ này. Quay kỹ cho các bác xem. Đấy, số báo danh 40.